đây cho phép ban tổ chức chương trình đầu tiên xin được trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu đại diện bên phía Tư Gia Họ Nhà Gái, xin được trân trọng kính mời ông Vì Văn Thiện cùng bà Phùng Thị Lan cũng sẽ nhường lại phần mặt tiếp tân dành cho các con các cháu và di chuyển về phía trung tâm sân khấu chính đứng cạnh người con gái thân yêu của mình. Xin mời ông bà. Xin mời bố mẹ của cô dâu sẽ đứng bên phía cánh tay phải của người con gái thân yêu của mình. Còn đại diện bên phía Tư Gia Họ Nhà Trai sẽ đứng bên phía cánh tay trái của người con trai thân yêu của mình ạ. Và xin mời ông sẽ di chuyển về phía gần con gái của mình. Và xin mời bà sẽ đứng cạnh người con trai thân yêu của mình. Xin mời bà. Vâng, thưa toàn thể diễn khách thân mến và đã và đang hiện diện tại trung tâm sân khấu chính khán đài Hòa Hạnh Phúc, là đài gia đình hạnh phúc nhất của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay có sự hiện diện của ông Vì Văn Thiện cùng bà Phùng Thị Lan, cũng chính là cha mẹ đẻ của cô dâu Kiều Phượng. Xin mời ông bà sẽ tiến lên một bước và dành cho diễn hôn một cú cúi chào thân thương ạ. Xin mời ông bà. Quý vị sẽ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón bên phía Tư Gia Họ Nhà Gái chúng tôi được không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Có sự hiện diện của bà Lò Thị Minh đại diện cho bên phía Tư Gia Họ Nhà Trai và đứng cạnh tôi đây là anh trưởng đoàn đại diện Tư Gia Họ Nhà Trai. Xin mời anh với cô sẽ tiến lên một bước và gửi đến diễn hôn một cái cú chào thân thương ạ. Một chào thật lớn để chào đón bên phía Tư Gia Họ Nhà Trai chúng tôi ạ. Và chắc chắn rồi, chủ nhân của cánh tiệm hồng họ đã cho toàn thể quý vị lý do để quý vị đã trở về đây để chúc mừng hạnh phúc đứa kim chú rể và nước xanh duyên cùng cô dâu Kiều Phượng. Một chào thật lớn hơn nữa để mừng hạnh phúc chúc tương lai. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và đến khi khôn lớn trưởng thành trên bước đường đời học tập, công tác cũng như lao động, thì đôi tân hôn của chúng ta họ đã được gặp gỡ nhau, yêu thương nhau, và ngày hôm nay họ chính thức đưa con thuyền tình yêu của mình cập về bến bờ hạnh phúc vĩnh cửu. Và trước sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị và trước căn phòng hạnh phúc, trước sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị thì cho phép ban tổ chức chương trình của chúng tôi xin phép được trịnh trọng tuyên bố đại lễ vu quy mừng hạnh phúc trăm năm dành cho đấng kim chú rể Văn Đức sáng duyên cùng cô dâu Kiều Phượng xin chính thức được bắt đầu. Vâng, giây phút này quý vị có thể đồng một tràng pháo tay thật lớn để chính thức khai mạc chương trình được không ạ? Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Vậy là màn bắn pháo rực rỡ đến từ trung tâm tổ chức sự kiện Tuyến Ngân song hành với những tràng pháo tay của toàn thể quý vị đã chính thức khai mạc đại lễ vô quyền mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và đúng là chữ chiêu thì dành phần cha, chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình. Và hôm nay đúng là trời dạng mây cao, và đâu có cuộc vui nào vui hơn. Cảnh quan các bà đội phù hợp miên, khóa đôi lái cho tôi và sáu chiếc đôi chiếc phải trả lì. Sáu chiếc đi từ phải trả quảng, sáu chiếc là phải trả tài sản lại ban mất người mất tòm. Sáu chiếc đã xung ý chăn dọc sẵn nửa chăn từ về nát tiền. Sáu chiếc xung ai thành niên tuổi sáu sao sạp sao. Các bà mà nhắm trong khỏi lạc bù sao tàn ai sáu khóa chưa hơn từ nhân diện kiến tấu bản cao cuống. Vui bóng đơn đề khẽ đơn hài phải tăng đến bước trăm nhắm năm bước cuốn. Trong lúc nào buồn tàn lửa buồn pha lửa buồn luôn. Chắc sẽ có lối đòi hỏi hạt phanh phanh dưới sức vượt tàu cầu vượt tiền sức vượt ao mang cột kỳ khẩu cầu vượt lối đen ao mang kiểm đôn ao bao trắng liền trắng súng mây trắng trùng trắng nhớ trắng nhớ phiên lung trắng súng phiên phả trắng mã phiên bò phiên mè hà hơn ao lùm trắng đau tuổi xiết sảm trắng hồ tát phí lùm thì đích mất tuổi xiết xí trắng hồ tát hơn lại hướng đau sát xí tát phí lại phí ở hẻ sát sòng còn đừng chắc chân tó phải hài đầu mà còn đừng chắc chân tó phải nát đầu đầu còn đừng chắc chân tó liền sảm gió ai xài chắc là sửa một chai hâu Văn Đức đã sửa phạt hứa lúc qua sửa phạt bán lúc này quyền khiến hấp từ mất phải lửa cốt chẳng ấy phán sai lại phản năm cô tiến vững vàng không cửa trại sai lửa phạt lửa môn trong ngày 32 Văn Đức không công tác thủ đô Hà Nội ở mặt cứ mông thành hao đứng sáo mặc đứng sáo trà phong chẳng bước mặc phở chẳng bước trà phong sẽ phở chẳng bị cứ hồng lạnh hao chẳng ngà phò non kiều phượng tham nhinh thế là sòng sài tàn nhinh trai chẳng bị cản xử nên phai kiểu lại con chủ thể ngoan để sự trai chẳng cưng xu ảo lại có báo con sáo nhinh chẳng cưng xu hơn hà rào chẳng ăn còn mẹ sòng phá chưa chưa ủ chưa sáo ảo dân lù chẳng bị đổi khô của hồi biết càng mới đi mới con dâu chú rể khởi mắng qua mắng hao học khăn xịn sờ đi mới hạ mà mới lừa hạ cả té phồng lành quanh cả tàu cùng đón mi đủ trai nhinh trai tận trai chặt chặt được cần con chiếc sòng chiếc sòng chúc tăng túi tăng già ở tăng tá tăng nai hảo hàn bạc dương tuyển lắc lạng phản lỗ hàn lưu tỏ đi tăng sản hình kinh phân con chiếc sám sòng chúc con tích lại phong mê phi nào ngoài em có đi những hắc phái phái nào biên bác cán mới khen tổng hồ muôn ạ chúc con tích lại phong mê phi nào xin mời Văn Đức chú rể đẹp trai nhất của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ cho ra mắt cảm nhận tình yêu trước diện diện của thần thể quý vị được không ạ? Vâng, kính thưa toàn
thì quý vị có thể nói rằng chiếc nhẫn là một vật thể hình tròn, không có điểm đầu cũng không có điểm kết thúc, và nó được ví như vòng tròn của tình yêu, của cuộc sống. Và kể từ khi cô dâu chú rể của chúng ta sẽ trao cho nhau kỷ vật lý ước hẹn thề, thì cuộc sống của cô dâu chú rể sẽ hợp lại là một. Và ngay sau đây, và có lẽ rằng để hình ảnh trao nhẫn thêm phần hơi hướng phương Tây một chút, lãng mạn ngọt ngào một chút, thì Gia Bảo xin mời Văn Đức sẽ quỳ một cú trán mình xuống nền thảm cỏ sân khấu và trao đính vật hẹn thề dành cho người vợ của mình, được không ạ? Xin mời quý vị xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ạ. Quý vị đang được ngắm nhìn một hình ảnh vô cùng lung linh, vô cùng hạnh phúc, vô cùng tuyệt vời. Và chiếc nhẫn còn lại, Kiều Phượng biết phải làm gì, đúng không ạ? Xin mời Kiều Phượng sẽ đeo chiếc nhẫn còn lại, định vật, bí vật ký ức hèn thề, lấy ngón tay giáp út đâm mạch máu trở về trái tim của người chồng của mình. Một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chúc mừng hạnh phúc. Và xin được chúc mừng hai bạn, xin mời hai bạn sẽ trở về vị trí đầu tiên của mình. Và ngày hôm nay, nhân ngày vui, nhân ngày hoan hỉ của hai người con thân yêu của mình, thì cha mẹ hai bên gia đình cũng có món quà, món của hồi môn để gửi trao, gửi tặng lên cô dâu chú rể. Đầu tiên, xin mời món quà đến từ bố mẹ của cô dâu ạ. Xin mời ông bà sẽ chủ trắng nhớ, trắng nhớ viết lúc, trắng sống viết phả, trắng mạ, viết sò, viết mè, hà hơn. Vì mùa 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 mơm hả, sáu lùa ấy, của quý vị sáng xưa, vì trường lạch sạch hùng cả bố sáu phá, bằng khóc và sáu lùa, mang càng sức chua bàn đơi. Chúng tôi là cảm ơn món quà đến từ bố mẹ cô dâu rất là nhiều. Và lên tục chương trình, xin mời gia đình ông bà Đảng Thắm, gia đình Cổ Đông, gia đình Cổ Dương ạ. Và món quà này sẽ được bà thay mặt cho đàn gia đình, xin mời bà. Và tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời đại gia đình có một cái tên rất là đáng yêu. Xin mời bác điện thoại ạ. Xin mời bác điện thoại, cũng sẽ chuẩn bị trở về phía trung tâm sân khấu chính để gửi những món quà dành cho hai con hai cháu của mình. Xin mời đại gia đình bác điện thoại ạ. Sau đó liên tục chương trình, xin mời đại gia đình Cậu Thanh cũng sẽ chuẩn bị tiếp cận sân khấu. Xin mời đại gia đình Cậu Thanh ạ. Và tiếp theo đó xin mời đại gia đình Chú Thiên ạ. Vâng, cũng xin được chia sẻ với toàn thể quý vị một chút. Sau Bảo thì đã công tác với công việc MC cũng 5-6 năm nay rồi. Nhưng mà lần đầu tiên có lẽ rằng là tình cảm yêu thương của đại gia đình dành tặng cho cô dâu mà nó danh sách tặng quà là dài dằng dặc thế này ạ. Dạ vâng ạ, rất là yêu thương, rất là tuyệt vời mà đại gia đình đã dành cho cả tâm tư tình cảm của mình dành cho các con các cháu. Và tiếp theo xin mời đại gia đình Dì Loan ạ, sẽ chuẩn bị tiếp cận sân khấu để gửi trao món quà của đại gia đình. Xin mời đại gia đình Dì Loan. Và tiếp theo chương trình, xin mời đại gia đình Cậu Thanh cũng như Cậu Phong cũng sẽ chuẩn bị ạ. Vâng ạ, mặc dù hôm nay là ngày hạnh phúc, ngày yêu thương, ngày rất là tuyệt vời của cô dâu chú rể, nhưng mà với nhiều món quà như này là chắc chắn là cô dâu sẽ có thêm phần áp lực và gánh nặng đấy ạ. Không biết quý vị có muốn san sẻ thêm phần gánh nặng này cùng với cô dâu Kiều Phượng không nhỉ? Xin mời đại gia đình Cậu Phong ạ. Sau đại gia đình Cậu Phong thì ban tổ chức chương trình xin mời đại gia đình chị Hoa, sẽ là chị gái của cô dâu đúng không ạ? Chưa chồng ạ. Thì MC thấy gia đình viết thì mình cứ đọc vậy thôi, nhưng không biết là em chưa có chồng. Vậy thì với một vẻ đẹp xinh gái như này thì các anh thì hôm nay đi ăn cưới thì chắc là một lát nữa phải xin Facebook hoặc là Zalo đấy ạ. Với tính vật này thì đeo cho cháu rể sẽ hợp lý hơn đúng không ạ? Và xin mời đại gia đình Cậu Cu Thoa. Xin mời đại gia đình Cậu Cu Thoa. Dạ vâng ạ, vậy là Gia Bảo cũng đã đọc xong
Một người làm chương trình cũng cảm giác vui thay hạnh phúc thay cô dâu chú rể đấy ạ. À? Quý vị có cảm giác vui thay và hạnh phúc thay cô dâu chú rể không ạ? À? Thì cho một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không ạ? À? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Lần nữa xin được thay mặt cho cô dâu chú rể cảm ơn đại gia đình ông bà Đảng Thắm, đại gia đình Cổng Đông, đại gia đình Cổng Dương, cảm ơn bố mẹ cô dâu, cảm ơn gia đình bác điện thoại, gia đình cậu Thanh, gia đình chú Thiên, gia đình dì Loan, gia đình cậu Phong, chị Hoa, chị gái của cô dâu, cảm ơn món quà đến từ bà ngoại và cảm ơn gia đình cậu Phu Thoa, cảm ơn cậu Đồng Bình rất là nhiều. Và tiếp theo đây là những món quà đến phía từ gia họ nhà trai của đương kim chú rể Văn Đức điển trai của chúng ta. Xong chưa ạ? Xong bên phía nhà gái chưa ạ? Có lẽ rằng là Gia Bảo cũng sẽ mời bên phía gia đình sẽ san sẻ cái gánh nặng này sang chú rể một chút. Đeo vàng cho chú rể bây giờ là xu thế hơn, hiện đại hơn và nó sẽ hợp lý hơn đúng không ạ? Và tiếp tục chương trình xin mời mẹ của chú rể đi ạ. Người mẹ đã tận cả một nắng hai sương nuôi con trai Văn Đức khôn lớn trưởng thành. Và ngày hôm nay chàng trai Văn Đức của chúng ta đã thật sự khôn lớn, đã thật sự trưởng thành và đã tìm được một nửa của cuộc đời mình, đó chính là cô dâu Kiều Phương. Và thì ngay sau đây người mẹ, mẹ chồng đúng không ạ, sẽ dành tặng cho nàng dâu của mình một món quà, một món của hồi môn. Dẫu vẫn có một câu nói rất là hay rằng là con gái là con của người ta, mà con dâu mới thật con bà ơi. Và hy vọng rằng kể từ ngày hôm nay trở đi, kể từ giây phút này trở đi, người mẹ chồng sẽ đón nhận người nàng dâu của mình sẽ săn sóc, sẽ che chở, sẽ yêu thương. Dẫu bảo xin mời cô sẽ trở lại ôm nàng dâu của mình một cái để gắn kết tình cảm nàng dâu, mẹ chồng nàng dâu được không ạ? Một tràng vỗ tay thật lớn để gắn kết tình cảm mẹ chồng nàng dâu ạ. Một hình ảnh rất là tuyệt vời. Và liên tục chương trình xin mời cậu Tâm ạ. Xin mời đại gia đình cậu Tâm. Cậu của chú rể, cậu Tâm ạ. Một người cậu cũng rất là trẻ. Cậu chưa vợ luôn. Mời món quà đến từ đại gia đình rất là nhiều. Và liên tục chương trình xin mời cậu Quyết ạ. Vì danh sách tặng quà khá là dài nên là chương trình sẽ diễn ra khá là lâu một chút. Mong quý vị sẽ chờ đợi cô dâu chú rể một lát nữa sẽ đi chút rượu từng bàn tiệc mâm gỗ một ạ. Quý vị chờ đợi giây phút hạnh phúc của đại gia đình một chút nhá. Và xin mời đại gia đình dì Biêm ạ sẽ chuẩn bị tiếp cận sân khấu đi ạ. Vâng ạ, mặc dù danh sách tặng quà có dài đến mấy thì chắc là cô dâu chú rể vẫn sẽ chịu được đúng không ạ? Sẽ hơi gánh nặng, hơi vất vả một chút thêm chi thôi. Và tiếp theo chương trình xin mời đại gia đình bác Tiên Hoan cũng sẽ chuẩn bị tiếp cận sân khấu đi ạ. Dạ vâng, sẽ còn là 1-2 đại gia đình nữa sẽ gửi tặng quà đến cô dâu chú rể. Nhưng mà vì danh sách tặng quà cũng rất là dài, vì chương trình của chúng tôi thì cũng khá là ngắn hạn. Chắc chắn là rất nhiều bạn bè của cô dâu chú rể gần xa cũng đang hiện diện tại trung tâm sân khấu chính ngày hôm nay. Muốn tặng quà cho cô dâu chú rể đúng không ạ? Thì hình như là số tài khoản của cô dâu chú rể đang gắn tại cánh cổng hoa hôn trường đấy ạ. Quý vị sẽ xác nhận lại số tài khoản và cứ banh thoải mái nhé quý vị nhé. 4 giờ chiều mới đóng cổng tài khoản của chú rể cơ ạ. Và ngay sau đây xin mời đại gia đình cậu Chính Ngân ạ. Đại gia đình cậu Chính Ngân đâu ạ? Xin mời ạ. Trân trọng kính mời hai bên gia đình sẽ di chuyển về từng bàn tiệc mâm cỗ. Thì xin mời ông bà hai bên sẽ dành cho nhau những cái bắt tay, những cái ôm thật là thân mật để gắn kết tình cảm thông gia được không ạ? Xin mời hai bên gia đình một tràng pháo tay thật lớn để gắn kết tình cảm thông gia thêm phần khăng khít hơn, gắn kết hơn, keo sơn hơn, bền chặt hơn. Xin được chúc mừng hai bên gia đình. Xin mời hai ông bà sẽ di chuyển về từng bàn tiệc mâm cỗ và nhường lại sân khấu chính dành cho hai người con thân yêu của mình. Xin mời. Và ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị một lần nữa sẽ hướng ánh mắt nhìn yêu thương của mình trở về phía trung tâm sân khấu chính để cùng cô dâu chú rể chia ngọt sẻ bùi cắt bánh tình yêu. Xin mời hai bạn cay mùi mặn xin được quyền nhau bánh này bánh nghĩa bánh tình tấm lòng song sắt giữa mình với ta. Bánh này đã được cắt ra sáng như trăng sáng giữa ta với mình. Một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không ạ? Và ngay sau đây xin mời hai bạn sẽ di chuyển về bên khắp nền tình yêu của ban tổ chức chương trình chúng tôi. Lấy tay bẩy lên ôi sể ơi vẫn là chưa có kinh nghiệm cho lắm. Một tràng pháo tay thật lớn để cô dâu chú rể sẽ rót chai rượu đầu tiên đi ạ. Xin mời. Cô dâu chú rể đang được sống trong những khoảnh khắc yêu thương nhất, ngọt ngào nhất trên con đường xây dựng hạnh phúc gia đình. Rượu hồng là tình cảm duyên nồng chứng cho hạnh phúc vợ chồng thành đôi. Và thương nhau thì nhấp chén ly bồi, tô son điểm phấn, bờ môi thêm hồng. Một tràng pháo tay thật lớn để chú rể cô dâu sẽ rót chai rượu thương.
tại Shipper. Xin mời hai bạn sẽ rót chai rượu thứ hai của mình đi. Hỡi nữ thần tình yêu bất diệt, người hãy minh chứng cho giây phút trọng đại của cặp đôi yêu đương. Hỡi nữ thần hạnh phúc, người hãy ban phép nhiệm màu để gắn kết hai tâm hồn lại với nhau trong niềm vui vô tận. Từng giọt tình yêu, từng giọt hạnh phúc đang đầy chất chiêu cùng năm tháng. Và màu hạt men tình gắn kết thành sợi chỉ vàng hạnh phúc. Ngày hôm nay, toàn thể cô dì chú bác hàng xóm, láng giềng cũng như bạn bè gần thân hữu gần xa đã trở về đây để chung vui hai bạn. Một lần nữa xin hai bạn sẽ trở về trung tâm sân khấu chính khán đài Hòa Hạnh Phúc một lần nữa để chào toàn thể quý vị sẽ ngắm nhìn lại dung nhan hạnh phúc tuyệt vời của hai bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Ngay sau đây có lẽ rằng sẽ là một câu hỏi, một câu trả lời của cô dâu chú rể sẽ dành tặng đến toàn thể quý vị. Cho phép Gia Bảo sẽ khẳng định lại tình yêu của hai bạn một lần nữa. Cho phép Gia Bảo sẽ hỏi Văn Đức, có nguyện yêu kiều phượng của chúng tôi đến hết cả cuộc đời này, cho dù cuộc sống sau này có buồn vui hay hạnh phúc, dù ốm đau hay mạnh khỏe không ạ? Trả lời có thật to hoặc là không cho toàn thể quý vị quan khách được nghe thấy ạ. Có. Muốn chào vỗ tay thật lớn cho chú rể được không ạ? Còn cô dâu Kiều Phượng, có nguyện yêu chàng rể Văn Đức đến hết cả cuộc đời này, cho dù cuộc sống sau này có buồn vui hay hạnh phúc, dù ốm đau hay mạnh khỏe không ạ? Có. Có. Dạ vâng, một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa để chứng kiến sức mạnh tình yêu của cô dâu chú rể được không toàn thể quý vị ơi? Dạ vâng, nguyện yêu nhau đến hết cả cuộc đời rồi, nhưng mà ngày hôm nay là ngày của cô dâu của chú rể. Trung tâm sân khấu chính này cũng là của cô dâu của chú rể. Và quý vị có mong muốn cô dâu chú rể của chúng ta sẽ thực hiện một hành động nào đó tại trung tâm sân khấu chính này không ạ? Muốn cô dâu chú rể thực hiện gì ạ? Hôn đê. Ôi giời ơi, mãnh liệt quá đúng không ạ? Nếu quý vị có đồng ý cô dâu chú rể sẽ thực hiện một hôn ngọt ngào và nồng cháy tại trung tâm sân khấu chính thì cho một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Đấy chưa, cô dâu chú rể nhìn thấy mọi người rất là hoan nghênh, rất là hồ hởi, rất là hoan hỉ. Và ngay sau đây xin mời cô dâu chú rể sẽ quay mặt trở về nhau được không ạ? Hôm nay là ngày của cô dâu thì ngày của cô dâu và chú rể, nhưng mà nhà cô dâu lễ vu quy là của bên phía thức giao nhà gái, thì xin mời cô dâu sẽ chủ động trước được không ạ? Xin mời Kiều Phượng sẽ đặt đôi bàn tay lên bộ phận nào cứng nhất trên cơ thể của người chồng mình, chỗ nào cứng nhất nào Kiều Phượng ơi? Chỗ nào cứng ạ? Vâng, đó chính là bờ vai, hai tay đi ạ. Bờ vai để cô dâu nương tựa đến hết cả cuộc đời. Còn chỗ nào cứng hơn thì chắc chắn chỉ có Kiều Phượng mới biết thôi đúng không ạ? Còn xin mời Văn Đức sẽ đặt đôi bàn tay lên một phần nào mềm nhất trên cơ thể của người vợ của mình. Vâng, đó chính là bờ eo thon của cô dâu, hai tay đi, hai tay hay súng luôn. Và kính thưa toàn thể quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng nhau đến một trở về ba cùng với Gia Bảo nhá. Một đến một trở về ba, một về ba thì cô dâu chú rể sẽ dành nụ hôn cho nhau, và đến ba trở về một thì cô dâu chú rể mới được rời nụ hôn ra được không ạ? Quý vị đã cùng nhau đến với Gia Bảo nhá, quý vị ơi, quý vị bắt đầu chưa? Một hai ba bắt đầu, ba hai một. Và vâng, chúc mừng một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Xin được bắt tay cô dâu chú rể, chúc cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn và đồng nghĩa phu thê.